Đúng 7 ngày tới, 6 con giáp đắc được ý trời, đời đời vang danh giàu sang chạm đỉnh, nghèo mấy cũng phát tài. Hoan hỷ chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tử Vi Việt ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị thân mến, khi các bậc thầy chuyên gia về tử vi học nghiên cứu về số phận của con người, thì thấy rằng hầu hết mọi người, mọi việc sinh ra đều được định sẵn trong cung mệnh tử vi của 12 con giáp. Theo luận giải mới nhất của giới tử vi tiết lộ rằng, đúng 7 ngày tới, trong 12 con giáp, có duy nhất 6 con giáp là con cưng được trời thương, Phật độ và ban nhiều phúc đức. Những người thuộc tuổi này có tính hiền lành nhân hậu, không những biết yêu thương bản thân mà còn giúp đỡ bao dung người khác. Nhờ vậy mà những con giáp này sẽ được thần tài phù trợ, các vị thần may mắn chiếu cố, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Vậy muốn biết đó là những con giáp nào, liệu quý vị có nằm trong số những con giáp may mắn này hay không? Và vận trình của những con giáp này sẽ ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi luận giải ngay sau đây. Vị trí đầu tiên, xin chúc mừng tuổi Mão. Tính cách tuổi Mão thay đổi như thời tiết vậy. Lúc họ có vẻ sống động và vui vẻ, đôi khi lại u sầu như đang suy nghĩ hay gặm nhấm trong sự nuối tiếc về điều gì đó. Tuy nhiên, họ cũng sẽ không dễ để nỗi buồn khiến bản thân trì trệ, mà lại tận dụng và xem đây như là động lực để đạt được mục tiêu lớn hơn trong cuộc sống. Vượt qua những trải nghiệm cay đắng sẽ tạo nên sức mạnh tinh thần cho tuổi Mão. Họ trở nên mạnh mẽ hơn và sẵn sàng để đối phó với bất kỳ trở ngại nào. Điều này không có nghĩa là họ thích tạo ra rắc rối. Trái lại, họ luôn muốn tránh những điều này. Nhưng một khi khó khăn xảy ra, họ không ngại đối đầu. Bên cạnh đó, những người này không chỉ biết vượt qua trở ngại để có được vị trí mình mong muốn, mà còn biết làm theo những yêu cầu cụ thể nhằm mục đích tăng lợi nhuận lâu dài cho bản thân. Sở hữu rất nhiều lợi thế, vì vậy tuổi Mão cho rằng mình có tính cách hoàn hảo và do đó, đôi lúc họ biểu lộ sự vượt trội của bản thân ra ngoài. Đó là lý do nhiều người không dám gần gũi họ. Những người này luôn giữ chuẩn mực xã hội và vô cùng quan tâm về cách người khác nghĩ gì về mình. Người tuổi Mão thường đa tài đa nghệ, có thể làm việc trong ngành nghệ thuật, thương nghiệp, chế tạo máy, nghiên cứu, khoa học kỹ thuật. Trên thực tế, họ có tư chất thông minh nhưng cũng cần chú ý để không phân tán sức lực của mình vào quá nhiều việc không liên quan khác. Nếu có thể tập trung vào một lĩnh vực sở trường nào đó, nhất định họ sẽ có được thành công. Người tuổi Mão còn có khả năng làm việc độc lập rất tốt, nhưng lại không phù hợp với những công việc mang tính tập thể. Vì không thích phải chịu sự bó buộc của người khác, nên họ chỉ thích hợp để trở thành ông chủ, quản lý sự nghiệp riêng của mình. Họ có thể mở công ty riêng hoặc trở thành người quản lý trong một doanh nghiệp, một xưởng sản xuất nào đó. Trên thực tế, họ là người rất thông minh và bản lĩnh. Nếu đi sâu vào lĩnh vực nào đó, họ nhất định sẽ có được thành công lớn. Tuy nhiên, những người này cũng hay bị phân tán tư tưởng và thiếu tập trung nên đôi khi không hoàn thành tốt công việc của mình. Người tuổi Mão đã có một năm khá yên bình và thuận lợi. Tuy nhiên, đúng 7 ngày tới, mọi thứ mới thật sự cải thiện đáng kể đối với Mão. Thời điểm này, nhờ có sao Thiên Đức và Phúc Tinh chiếu mệnh, nên sự nghiệp của con giáp này sẽ chứng kiến những bứt phá mạnh mẽ. Tài vận và những điều tốt đẹp sẽ đến nhanh chóng cùng với người tuổi Mão. Nếu tuổi Mão đang làm công ăn lương, thì hãy cố gắng chịu khó tăng ca hoặc đưa ra nhiều ý tưởng mới để gia tăng thu nhập. Sau đây là vận trình chi tiết của những tuổi Mão may mắn nhất và cẩm nang vượng vận đúng 7 ngày tới. Thứ nhất, tuổi Quý Mão sinh năm 1967. Chính tài chỉ lối, người tuổi Quý Mão hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nên dễ nhận được tiền hoa hồng thưởng nóng. Cũng nhờ có khoản tiền thưởng này mà bạn cảm thấy mình có thêm động lực để tiến về phía trước. Người làm kinh tế nhận được tiền lãi lời từ những mối đầu tư trước đó. Tầm nhìn xa trông rộng và khả năng đánh giá vấn đề chính xác giúp bạn luôn đi trước đối thủ một bước, kiếm được tiền về đầy túi. Tình cảm không có nhiều biến động trong thời điểm này. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường nâu vàng, quý nhân phù trợ Tý, Dậu, Hợi,
con số may mắn 26, 54, 20. Thứ hai, tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Xem tử vi 7 ngày tới, chính ấn tương trợ thuận lợi trên phương diện sự nghiệp của người tuổi Ất Mão. Bạn biết đâu là thời điểm cần thể hiện bản thân, nên có thể gây ấn tượng tốt đẹp cho lãnh đạo và đồng nghiệp. Một số người sẽ được trao cơ hội rèn luyện nâng cao chuyên môn trong thời điểm này. Thổ khắc thủy, tiếc rằng chuyện tình cảm của bản mệnh lại không được êm đẹp như ý muốn. Hai bạn có nhiều ý kiến bất đồng mà không ai chịu lắng nghe ai, nên vấn đề cứ mãi tồn tại, không thể giải quyết nhanh chóng được. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường đen xanh da trời, quý nhân phù trợ Sửu, Thân, Thìn, con số may mắn 18, 98, 57. Thứ ba, tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, hỏa sinh thổ. Người tuổi Đinh Mão có mối quan hệ xã giao hài hòa và rộng rãi trong thời điểm này. Với người có đôi có cặp, dù công việc ngoài xã hội bận rộn thế nào đi nữa, bạn cũng luôn nhớ dành thời gian cho gia đình. Những hành động quan tâm chăm sóc nhỏ nhặt cũng giúp mối quan hệ đôi bên thêm phần gần gũi. Thực thần che chở, con đường tài lộc của những người làm nghề tự do cũng có những bước phát triển rực rỡ. Bạn hoàn thành đúng thời hạn các hợp đồng được nêu, nên được đối tác tin tưởng và sẵn sàng ký kết thêm các hợp đồng về sau. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường tím, đỏ, quý nhân phù trợ Sửu, Thân, Dậu, con số may mắn 38, 12, 89. Vị trí thứ hai xin chúc mừng tuổi Hợi. Trong tất cả 12 con giáp, Hợi là một số ít người không bị thu hút bởi những thứ xa hoa. Họ thường đặt ra các quy tắc nghiêm ngặt cho bản thân. Dường như cuộc sống của họ không có niềm vui, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không bị cám dỗ. Ví dụ như đồ ăn ngon là thứ họ cảm thấy khó cưỡng, bất kể bản thân đang gặp vấn đề về cân nặng. Những người này hiếm khi đi ra ngoài chơi, họ thích ở nhà hơn ra ngoài đường, có đôi phần lười biếng, chẳng mấy khi mua quần áo đẹp hay đồ trang sức tinh tế. Họ cho rằng bản thân đang bận rộn kiếm tiền và cần phải sống tiết kiệm. Vẻ ngoài của họ mang lại cảm giác khó gần như hay cau mày hay mím môi, thế nhưng nó không phản ánh chân thực về con người này. Người tuổi Hợi rất tử tế và thích cho đi, muốn được giúp đỡ người khác. Về cơ bản, tính cách cũng khá vui vẻ. Sự bướng bỉnh và kiên trì là tính cách đặc trưng của những người này. Họ khá bảo thủ trong việc bảo vệ lý tưởng và phong cách sống của mình. Họ là mẫu người đam mê tìm hiểu tôn giáo và quan điểm chính trị khá rõ ràng. Ở người tuổi Hợi là sự kết hợp thú vị giữa tính cách chăm chỉ, bền chí và cần cù với sự thích an nhàn và nhạy cảm. Chỉ cần nhìn vào người tuổi Hợi, chúng ta cũng có thể biết được rằng họ hoàn toàn không phải là những người tầm thường. Họ không mang danh lợi địa vị, không cần hoa tươi và những tràng pháo tay tán thưởng. Họ luôn mong muốn và tìm mọi cách để mình tiến bộ hơn nữa trong mọi việc. Họ cũng sẽ không từ bỏ bất cứ một điều gì. Đối với họ, trước mắt không còn con đường nào khác ngoài con đường tiến thẳng lên phía trước. Họ có thể thành công trong tất cả các lĩnh vực. Có thể nói, họ thật sự là những người mạnh mẽ và kiên cường. Tính cách của tuổi Hợi không thích hợp với việc hoạt động độc lập một mình. Họ muốn làm việc trong nhóm, bởi họ nghĩ làm việc nhóm sẽ vui và hiệu quả hơn. Trong các mối quan hệ, họ là người rất chu đáo và nhiệt tình. Nhờ thế mà họ luôn được quý mến và nhận được sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh. Trên con đường sự nghiệp của mình, người tuổi Hợi làm việc mà không vì mục đích tiền bạc hay thăng tiến. Với họ, địa vị và tiền bạc chỉ xếp sau niềm đam mê công việc. An toàn là yếu tố rất quan trọng với mẫu người này. Tiền cũng vậy, tuổi Hợi rất cẩn trọng với vấn đề tiền bạc. Họ kiếm tiền tốt nhưng không phải là người vung tay quá chán. Nếu cần đầu tư sinh lợi, họ sẵn sàng làm ngay. Nhìn chung, đây là những người kiếm tiền và tiêu tiền rất đúng cách. Họ hoàn toàn có khả năng để trở thành những ông chủ lớn và giàu có. Tuy nhiên, trước đó, họ nên cố gắng đọc nhiều sách, học thêm nhiều điều. Sau đó, họ nên tập trung sức lực và khả năng của mình vào lĩnh vực kinh doanh hoặc làm nghệ thuật. Cho dù trong lĩnh vực nào, họ cũng đều có thể gặt hái được những thành tựu tốt đẹp. Họ thích hợp để trở thành người chủ hơn là trở thành nhân viên dưới quyền của một người nào đó. Tử vi có nói đúng 7 ngày tới sẽ giúp tuổi Hợi trở thành con giáp giàu có hơn người.
Con giáp này đại cát đại lợi, tiền ùa vào nhà ào ào như thác lũ sau mưa. Công thành danh toại, song hỷ lâm môn là phúc phần hợi xứng đáng nhận được. Nhanh nhẹn khôn ngoan lại có chí tiến thủ, nên người tuổi hợi chưa bao giờ hờn trách số phận, cũng chẳng ai oán thế gian nửa lời. Họ chăm chỉ làm việc cống hiến hết mình và khéo léo trong đối nhân xử thế, nên được trời thương mà ban cho vô số phúc lành. Sau đây là vận trình chi tiết của những tuổi hợi may mắn nhất và cẩm nang vượng vận đúng 7 ngày tới. Thứ nhất, tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, tam hợp nâng đỡ. Người tuổi Tân Hợi có cơ hội gặp gỡ quý nhân đúng 7 ngày tới. Đối phương sẽ truyền dạy cho bạn nhiều kiến thức và kinh nghiệm hữu ích, giúp bạn thêm vững vàng trong tương lai. Với người làm ăn kinh doanh, bạn quen biết thêm nhiều đối tác, khách hàng triển vọng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác làm ăn trong tương lai. Thời điểm này, bạn sẽ phải tốn tiền xã giao, song chút tổn thất đó không đáng là gì nếu so với lợi nhuận mai sau. Hỏa sinh thổ, dù làm việc gì đi nữa, con giáp này cũng luôn nhận được sự động viên và ủng hộ của người thân. Nhờ vậy, bạn có thêm quyết tâm để biến ước mơ của mình thành hiện thực. Gia đình chính là hậu thuẫn vững chắc nhất của bạn. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường cam, vàng, quý nhân phù trợ Dần, Mùi, Tuất, con số may mắn 629667. Thứ hai, tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, tam hội xuất hiện. Người tuổi Quý Hợi có thời gian làm việc cực kỳ hiệu quả. Vì bạn hợp tác tốt với mọi người xung quanh, nên công việc dù khó khăn thế nào đi nữa cũng được giải quyết nhanh gọn, thậm chí vượt quá tiến độ đã đề ra. Người làm ăn kinh doanh tìm ra hướng đi mới cho doanh nghiệp mình, nên đồng tiền chảy về túi cũng dư giả hơn so với khoảng thời gian trước đó. Hãy tin tưởng vào các quyết định của mình và có những bước đi mạo hiểm nhưng chắc chắn hơn nữa trong tương lai. Thổ sinh kim cũng đem tới những tín hiệu tích cực trên phương diện tình cảm của bản mệnh. Bạn cảm thấy rất vui mừng vì nửa kia đã tha thứ cho những sai lầm của mình, đồng thời càng trân trọng hơn những gì mình đang có. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường trắng, bạc, quý nhân phù trợ Sửu, Thìn, Tỵ, con số may mắn 073714. Thứ ba, tuổi Ất Hợi sinh năm 1995, thiên tài ban phúc. Người tuổi Ất Hợi tìm ra những mối làm ăn triển vọng trong ngày hôm nay, thậm chí có người nhận được tiền lãi lời từ những mối đầu tư tưởng chừng đã nằm im trước đó. Khi cầm khoản tiền rủng rỉnh trong tay, tốt nhất bạn nên có cách chi tiêu hợp lý. Đừng chỉ dành toàn bộ khoản tiền đó cho các hoạt động mua sắm. Tốt nhất hãy thử đầu tư trong những lĩnh vực đáng tin cậy, giúp tiền liên tiếp đẻ ra tiền. Phương diện tình cảm, tốt nhất hãy thử đầu tư trong những lĩnh vực đáng tin cậy, giúp tiền tiếp tục đẻ ra tiền. Phương diện tình cảm không có nhiều biến động, bạn và người ấy nên quan tâm nhiều hơn đến suy nghĩ và cảm nhận của nhau. Nếu có thời gian thì nên tìm cách hâm nóng tình cảm, đừng để quan hệ đôi bên dần xa cách, tạo điều kiện cho kẻ thứ ba. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường vàng xám, quý nhân phù trợ Dần, Ngọ, Tuất, con số may mắn 612386. Vị trí thứ ba, xin chúc mừng tuổi Sửu. Tuổi Sửu là những người có quyết tâm mạnh mẽ, họ có sức mạnh tinh thần cứng rắn bất kể trong công việc hay trong cuộc sống. Những người thuộc cung hoàng đạo này không dễ dàng bỏ cuộc, làm bất cứ việc gì họ cũng kiên trì cho đến cùng. Hai phẩm chất rất đáng quý của người tuổi Sửu là cần cù và cống hiến hết mình. Tuổi Sửu chỉ hứng thú với những thay đổi và những điều mới mẻ. Họ không thể chịu đựng được sự nhàm chán của cuộc sống lặp đi lặp lại. Điều này tạo nên cá tính thú vị cho con người của họ. Vì thế rất nhiều người thích hợp tác và bị cuốn hút bởi người tuổi Sửu. Họ rất hào phóng và rộng lượng với những người mà mình yêu quý hay những người sống chân thành với họ. Đối với kẻ thù, họ sẵn sàng ăn miếng trả miếng. Họ thông minh đầy kỹ năng và có đủ can đảm cùng trực giác nhạy bén. Những người tuổi Sửu biết rằng khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm là một đường thẳng, vì vậy họ không bao giờ đi đường vòng trong bất cứ việc gì mà chỉ muốn nhắm thẳng vào mục tiêu. Với tính cách của người tuổi Sửu là thông minh và nhạy bén, cộng thêm chăm chỉ siêng năng,
Họ thật sự là những tài năng xuất chúng trong công việc và sự nghiệp. Ngay từ khi còn rất trẻ, họ đã biết rất rõ mình muốn làm gì. Tuy nhiên, họ lại hay nhìn sự việc bằng ánh mắt có chút nghi ngờ. Trước khi đưa ra một quyết định, họ luôn suy nghĩ tính toán rất cẩn trọng. Đặc biệt, nếu một người tuổi Sửu làm kinh doanh, thì họ sẽ rất khó có được những đối tác tiềm năng bởi sự suy xét trong các mối quan hệ của họ. Phải là những đối tượng thật sự đáng tin tưởng thì họ mới bắt tay làm việc, hay nói cách khác, họ không thích mạo hiểm cũng như lãng phí tiền bạc, công sức của mình. Vì thế, người tuổi Sửu không phù hợp với các việc kinh doanh lớn, rủi ro cao. Nếu tham gia vào các lĩnh vực liên quan tới nghệ thuật thì cơ hội của họ thành công cao hơn là trong lĩnh vực tài chính hoặc khoa học công nghệ. Nhược điểm của người tuổi Sửu chính là thái độ cẩn trọng và quá nghiêm túc. Vì thái độ quá nghiêm trọng vấn đề nên họ đánh mất niềm vui khi làm việc. Đây là điểm bất lợi rõ rệt của những người tuổi Sửu. Khi đối mặt với trở ngại hoặc thất bại, họ sẽ càng cảm thấy mình bị tổn thương mất mát nhiều hơn so với những người luôn nhìn mọi việc dưới con mắt tích cực hài hước. Tuổi Sửu vốn là con giáp sống chân thành nặng nghĩa tình, nên trong đối nhân xử thế, người xưa có nói chỉ cần đắc nhân tâm sẽ có cả thiên hạ. Sửu sống tử tế nên được trời Phật thương yêu hỗ trợ hết lòng. Đúng 7 ngày tới, con giáp may mắn tuổi Sửu sẽ chẳng bao giờ thiếu tiền, túi cứ vơi lại đầy. Sách Tử Vi có nói, tuổi Sửu sẽ khổ tận cam lai, ăn nên làm ra, bản mệnh ngày càng thịnh vượng phát tài, ôm khoản lương thưởng siêu khủng. Sau đây là vận trình chi tiết của những tuổi Sửu may mắn nhất và cẩm nang vượng vận đúng 7 ngày tới. Thứ nhất, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Thiên tài xuất hiện cho con giáp tuổi Tân Sửu cảm thấy vững tin hơn với kế hoạch kiếm tiền của mình, nhất là khi bạn đang kiên nhẫn tìm cách gia tăng thu nhập. Một số người tìm được nghề tay trái để có thể kiếm thêm chút tiền trong thời gian rảnh. Thổ khí vượng là tác nhân khiến sức khỏe của bản mệnh không được đảm bảo trong thời điểm này. Cơ thể không được khỏe nên nếu bạn không chăm sóc đúng cách sẽ chỉ càng khiến tình trạng tồi tệ hơn. Bạn cần hiểu rõ vấn đề của mình để tìm cách chữa trị phù hợp. Quan trọng là bạn cũng thường xuyên đảm bảo giấc ngủ ngon, đừng quá lo nghĩ nhé. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường nâu vàng, quý nhân phù trợ Dần Thìn, con số may mắn 117048. Thứ hai, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Nhờ có tam hợp mà người tuổi Quý Sửu và một nửa của mình có những kỷ niệm đẹp đẽ để lưu giữ từ nay về sau. Thiên quan dự báo cho con giáp tuổi Quý Sửu biết rằng có người thất vọng về bạn. Những thứ ngoài tầm kiểm soát sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh cũng như cách người khác nhìn nhận bạn. Tuy nhiên đừng quá lo lắng, bởi vì chỉ cần bạn là chính mình, mọi việc sẽ tốt thôi. Ngũ hành tương sinh dự báo tín hiệu tích cực về chuyện tiền bạc. Ai đang khó khăn sẽ gặp được người hỗ trợ. Bên cạnh đó, những ai làm ăn cũng đã tìm ra hướng đi phù hợp cho mình. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường nâu xám, quý nhân phù trợ Sửu Tuất, con số may mắn 31, 25, 11. Thứ ba, tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Nhị hợp giúp người tuổi Ất Sửu dễ dàng tạo thiện cảm với người khác ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Nếu may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân đúng 7 ngày tới. Hãy chú ý lắng nghe nhé. Bạn sẽ học được nhiều bài học quý giá mà người đó đem lại. Trong công việc, sự nghiêm túc và chăm chỉ của bản mệnh đã lọt vào mắt xanh của cấp trên. Hãy tiếp tục cố gắng, luôn ở trong tư thế sẵn sàng. Rồi bạn sẽ được trao cơ hội khẳng định bản thân và chạm tới cái đích mình đặt ra. Thủy sinh mộc, quan hệ giữa bản mệnh với các thành viên trong gia đình vô cùng hòa hợp. Mọi người thường xuyên trò chuyện và tâm sự với nhau. Gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất và là động lực để bạn cố gắng hơn mỗi ngày. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường trắng xanh da trời, quý nhân phù trợ Tý, Mão, Mùi, con số may mắn 84, 60, 87. Vị trí thứ tư xin chúc mừng tuổi Tý. Người tuổi Tý thường là người dễ tính, hài hòa, đáng yêu, nên thường được lòng mọi người xung quanh.
Họ là người hiếu kỳ tò mò về đời tư, cuộc sống của người khác. Ngoài ra họ giỏi giao tiếp xã hội, khéo ăn khéo nói và phản ứng nhanh khi giao tiếp nói chuyện. Họ không chỉ là người biết lắng nghe, mà khi cần người tuổi Tý có thể nói chuyện không ngừng, để bạn chỉ là người lắng nghe. Cơ bản họ tùy cơ ứng biến, có thể nói nhiều hoặc chỉ ngồi lắng nghe khi cần. Trong công việc, họ là người cầu toàn, thậm chí thích theo đuổi sự hoàn hảo, dù biết rằng họ không thể đạt được điều đó. Họ không theo đuổi quyền lực, cũng không theo đuổi tiền bạc, mà đơn giản chỉ là vì đam mê sự hoàn hảo. Theo luận giải tử vi, tính cách của tuổi Tý khá phức tạp. Mặc dù họ làm tất cả không phải vì tiền bạc, nhưng họ lại mưu mẹo, dùng sự khéo ăn khéo nói để thỏa mãn lòng tham, sở thích cá nhân. Tuy nhiên, sau đó lại cư xử rất hào phóng và trong ngắn hạn không theo đuổi tiền bạc nữa. Nhìn chung tính cách của họ khá khó hiểu. Người tuổi Tý hài hòa và thường giữ thái độ trung lập, bình tĩnh. Họ có vốn kiến thức rộng và được nhiều người tín nhiệm, nên rất phù hợp với những công việc đòi hỏi sự bình tĩnh, cân bằng như bác sĩ, thiết kế thời trang hoặc nhân viên thẩm mỹ. Ngoài ra, họ cũng có thể đảm nhận vị trí quan tòa hoặc cảnh sát. Nhìn chung, cuộc sống của họ có khá nhiều cơ hội và những sự mạo hiểm. Theo tử vi 12 con giáp, người tầm cầm tinh con chuột, tính tình phóng khoáng, ưa thích tự do. Người tuổi Tý cũng có nhiều lộc về tài chính. Con giáp tuổi này liên tiếp có chuyện vui, sự nghiệp cực vượng, tài lộc xuất sắc, làm ăn phát đạt, vừa có danh vừa có lợi, là khoảng thời gian họ kinh doanh hốt bạc, thu lợi nhuận cao. Sau đây là vận trình chi tiết của những tuổi Tý may mắn nhất và cẩm nang vượng vận đúng 7 ngày tới. Thứ nhất, tuổi Canh Tý sinh năm 1960, thực thần phù trợ, người tuổi Canh Tý làm ăn khá thuận lợi, đúng 7 ngày tới. Người làm kinh doanh buôn bán, nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác, mở ra nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. Bản mệnh là người có tính cách ôn hòa và rộng rãi, chính vì vậy mà bạn nhận được sự yêu mến của nhiều người. Bạn có thể tận dụng được điểm mạnh của mình để mở rộng các mối quan hệ, tạo bước đệm cho tương lai. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường nâu đỏ, quý nhân phù trợ dần ngọ dậu, con số may mắn 51, 38, 30. Thứ hai, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Tử vi đúng 7 ngày tới của 12 con giáp, chính quan chiếu mệnh, người tuổi Nhâm Tý có thể đạt được thành công trong sự nghiệp, nhất là với những ai theo đuổi con đường công danh. Bản mệnh là người có tinh thần trách nhiệm cao nên nhận được sự tín nhiệm của đông đảo mọi người. Tuy nhiên, bạn cần phải cởi mở hơn nữa trong quá trình tiếp thu ý kiến. Đừng biến mình thành một người bảo thủ khăng khăng làm theo ý kiến cá nhân. Đôi khi thay đổi góc độ quan sát sự việc, bạn sẽ tìm ra cách giải quyết công việc hiệu quả hơn rất nhiều. May mắn hơn, thủy sinh mộc, cho thấy mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất hòa hợp. Hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mọi chuyện, không giấu giếm bất cứ điều gì. Hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mọi chuyện, không giấu giếm bất cứ điều gì. Nhờ vậy mà dù có hiểu lầm cũng nhanh chóng được tháo gỡ. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường đen trắng, quý nhân phù trợ thìn thân hợi, con số may mắn 16, 88, 38. Thứ ba, tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Xem tử vi 7 ngày tới, thiên ấn giúp sức, người tuổi Giáp Tý vốn rất thông minh và linh hoạt. Bạn có thể đưa ra nhiều cách xử lý khác nhau với những vấn đề khác nhau. Điều này giúp bạn dễ dàng gây ấn tượng với đồng nghiệp và với cả cấp trên. Xem ngày tốt xấu theo trực, đúng 7 ngày tới tốt cho khởi công xây dựng, nhưng tránh xa xuất hành, di chuyển khai trương. Vì vậy bạn nên sắp xếp tiến hành công việc cho đúng, có như vậy mới gặp được nhiều điều thuận lợi. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường xanh rêu trắng, quý nhân phù trợ, mão, ngọ, tuất, con số may mắn 51, 40, 21. Vị trí thứ 5 xin chúc mừng tuổi Dậu. Những người tuổi Dậu luôn có tham vọng trong tài khoản của mình, có một số tiền thật lớn. Khi đó,
họ mới cảm thấy an yên. Nếu không, họ sẽ luôn cấy cảm giác bứt rứt, khó chịu, buồn chán. Thậm chí một số người tuổi Dậu còn sẵn sàng dùng thủ thuật, mánh khóe để có tiền, dường như họ không ngừng được những suy nghĩ kiếm tiền bằng mọi cách. Khi chưa đạt được mục đích của mình, tâm trạng họ lên xuống với biên độ lớn trước những tác động của những gì đang diễn ra xung quanh. Họ sẽ cảm thấy an tâm hơn khi có ai đó nhận ra khả năng xuất sắc của họ, dành những lời khen ngợi. Nếu không, họ sẽ bị mắc kẹt bởi những suy nghĩ tiêu cực về bản thân. Những người này khá cởi mở, họ sẵn sàng kết bạn và mối quan hệ phát triển nhanh chóng. Lúc đó đối phương sẽ dần nhận ra họ không chỉ là kẻ tham vọng mà còn là một người thú vị và vui vẻ, thông minh, tài năng. Họ tốt bụng, luôn sẵn lòng giúp đỡ những người đang lâm vào tình trạng rắc rối hay gặp khó khăn. Những kế hoạch và ước mơ mới luôn là trọng tâm của cuộc sống bận rộn của tuổi Dậu. Nhưng họ cũng sợ rủi ro, cảm thấy khó khăn khi cuộc sống thay đổi vượt qua tầm kiểm soát. Người tuổi Dậu có được thành công không mấy dễ dàng khi mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Họ thường gặp nhiều thất bại. Mỗi lần thất bại lại là những bài học lớn lao, kích thích nhiều tới sự nhiệt tình phấn đấu của họ. Nếu vượt qua được những thử thách ấy, thì sau này họ sẽ có được nhiều thành công rực rỡ. Họ nên biết rằng, tuy công việc có nhiều khó khăn vất vả, nhưng dù sớm hay muộn thì thành công sẽ tìm đến với họ. Tử vi cho thấy tuổi Dậu là con giáp hiền lành thiện lương, nên được ông trời thương xót. Họ luôn có số phận an nhàn sung sướng hơn những con giáp khác. Đúng 7 ngày tới, họ có thể muốn gì được nấy bởi thần tài luôn thấu hiểu nỗi lòng của họ, luôn phù hộ cho họ mọi mong ước thành hiện thực. Người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn, tiền bạc đầy ví, vàng bạc chất đầy trong nhà. Sau đây là vận trình chi tiết của những tuổi Dậu may mắn nhất và cẩm nang vượng vận đúng 7 ngày tới. Thứ nhất, tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Các mối quan hệ thân quen có thể giúp bản mệnh gặp được quý nhân. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra cách khắc phục những khó khăn ở hiện tại. Tuy nhiên, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe, không nên cố gắng quá sức đến nỗi quên ăn quên ngủ. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học để luôn có một cơ thể khỏe mạnh. Nếu thấy không khỏe thì nên khám bệnh ngay. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường xanh lá cây đen. Quý nhân phù trợ Mùi, Tuất, Hợi. Con số may mắn 9, 11, 36. Thứ hai, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Tam hợp mang tới những tác động tích cực cho người tuổi Kỷ Dậu, giúp bạn luôn cảm thấy tinh thần tràn đầy nhiệt huyết. Bạn sẵn sàng bắt tay vào thực hiện mọi nhiệm vụ, cho dù công việc có khó khăn, thử thách hoặc thuộc lĩnh vực bạn chưa hề tiếp xúc. Tuy nhiên, bạn không nên quá mức nóng vội, muốn thể hiện bản thân. Hãy đánh giá đúng tình hình thực tế, suy nghĩ kỹ càng mọi phương diện trước khi đưa ra kết luận hoặc quyết định cuối cùng. Đừng biến mình thành người thích thể hiện, múa rìu qua mắt thợ. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ Dần, Tỵ, Tuất. Con số may mắn 6, 6, 7, 70. Thứ ba, tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Chính tài nâng bước, người tuổi Tân Dậu gặp được nhiều điều may mắn trên con đường tài lộc. Bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng hoặc thù lao xứng đáng với công sức đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Kim khắc mộc khuyên bạn nếu gặp khó khăn thì bạn nên tâm sự với những người mà mình tin tưởng, tránh giữ mọi chuyện trong lòng vì làm vậy chỉ càng khiến bạn cảm thấy nặng nề và bế tắc hơn mà thôi. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường bạc xám, quý nhân phù trợ Thìn, Thân, Tuất, con số may mắn 8, 11, 39. Vị trí cuối cùng xin chúc mừng tuổi Mùi. Người tuổi Mùi say mê với những phát minh mới, kinh doanh mới, kế hoạch mới, những ý tưởng mới và những giấc mơ đẹp đẽ. Họ quan tâm đến tất cả mọi thứ, thích cập nhật những tin tức mới nhất, những sáng tác tác phẩm nghệ thuật mới nhất. Họ luôn thích khoe khoang về những gì họ biết. Họ luôn bận rộn tạo ra những phát minh mới, nhưng chỉ một số ít trong đó có tính khả thi,
còn lại hầu hết chỉ là kết quả của sự tưởng tượng. Vì luôn thích tập trung suy nghĩ, nên những người này cần một môi trường yên tĩnh tuyệt đối, do đó họ luôn muốn có được sống tách biệt hoặc một mình. Tuy nhiên, mỗi lần như vậy họ không đủ tự kỷ luật với bản thân, nên khi nhận ra thực tế này, họ sẵn lòng sắp xếp lại cuộc sống theo cách ngăn nắp bài bản hơn. Với tính cách tuổi Mùi, họ luôn đối đầu với những lý thuyết về thực tại. Vì thế, họ là cá nhân cá biệt kỳ lạ và không ổn định. Mặc dù họ có tài và có tài năng nghệ thuật, nhưng chưa thực sự có thành quả xứng đáng. Họ luôn cố tỏ ra muốn bảo vệ danh dự cho bản thân, và họ không làm điều gì mình không thích, không muốn, không phục vụ lợi ích. Đó là nguyên nhân khiến họ trở thành người bất hợp tác. Sau đây là vận trình chi tiết của những tuổi Mùi may mắn nhất và cẩm nang vượng vận đúng 7 ngày tới. Thứ nhất, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Tử vi đúng 7 ngày tới, chính tài mang tới tài lộc cho người tuổi Đinh Mùi. Nhờ đó mà việc đầu tư kinh doanh của bạn thuận lợi hơn. Kim mộc xung khắc, ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ tình cảm của bản mệnh. Có thể hai người có những hiểu nhầm chỉ vì một kẻ đưa chuyện nào đó. Hai người nên thẳng thắn nói chuyện, tránh để những điều không đáng ảnh hưởng tình cảm giữa hai người. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường hồng trắng, quý nhân phù trợ Mão Hợi, con số may mắn 74547. Thứ hai, tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Tử vi đúng 7 ngày tới của 12 con giáp cho thấy, trước khó khăn mà người tuổi Kỷ Mùi đang đối mặt vì ảnh hưởng của thương quan, khuyên bản mệnh nên biết cúi mình như những cây lúa chín, hãy học cách linh hoạt khéo léo hơn trong các ứng xử đời thường. Điều đó sẽ giúp ích cho bạn đấy. Thủy kim tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh được cải thiện về phương diện sức khỏe. Có người bị bệnh đã lâu, nay mới gặp được người phù hợp để chữa trị đúng bệnh và bớt tốn kém hơn. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường trắng xám, quý nhân phù trợ Tị Sửu, con số may mắn 50933. Thứ ba, tuổi Tân Mùi sinh năm 1991. Xem tử vi đúng 7 ngày tới của 12 con giáp, tam hợp tác động, người tuổi Tân Mùi cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết và tinh thần phấn đấu. Bạn luôn sẵn sàng bày tỏ ý kiến và quan điểm của mình ra cho mọi người cùng biết. Tuy nhiên, bạn đừng trở nên bốc đồng khi quyết định mọi công việc trọng đại nào đó. Nếu chính bạn còn cảm thấy chưa chắc chắn, thì hãy dành nhiều thời gian để suy nghĩ hơn. Bạn cũng có thể hỏi ý kiến của những người xung quanh để chắc chắn hơn. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường đen trắng, quý nhân phù trợ Thân Hợi Sửu, con số may mắn 1, 11, 69.